안녕하세요. 여러분을 만나게 돼서 대단히 반갑습니다. 오늘 우리가 공부할 내용이 수사입니다. Xin chào các bạn. Các bạn có nghe thấy tôi vừa nói cái gì? Các bạn có hiểu không ạ? Tôi vừa mới nói rằng là xin chào các bạn, và rất là vui mừng vì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Và nội dung buổi học của chúng ta ngày hôm nay là về phần số đếm trong tiếng Hàn. Xin mời các bạn bắt đầu vào bài học. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu với các bạn rằng số đếm trong tiếng Hàn được chia ra thành hai loại. Đó là số đếm thuần Hàn, tức là số đếm mà cái từ của nó được chuyển đổi hẳn sang tiếng Hàn. Thế còn một loại số đếm nữa thì xuất phát từ nguồn gốc từ chữ Hán, cũng như trong tiếng Việt của chúng ta thì 1, 2, 3, 4, 5 thì đấy chính là cái số đếm thuần Việt. Thế còn ví dụ như là nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, đây cũng chính là cái số đếm mà theo tiếng Hán của chúng ta. Thế và trong tiếng Việt thì cái số đếm tiếng Hán đó gần như là không còn sử dụng nữa. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì nó vẫn được sử dụng rất nhiều. Thế và hai cái loại số đếm thuần Hàn và có nguồn gốc xuất phát từ tiếng Hán này, trong tiếng Hàn nó được chia ra thành hai loại và nó có những cái quy tắc sử dụng nhất định, tức là có một số trường hợp nhất định thì phải sử dụng loại số đếm nào. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái nội dung đó để các bạn làm quen và phải ghi nhớ để sử dụng. Trước tiên mời các bạn đi vào phần số đếm thuần Hàn, và tôi sẽ đọc và các bạn sẽ đọc theo tôi nhé. Trước tiên là các bạn đã nhìn thấy ở trên bảng thì tôi đã ghi cái số đếm 1, 2, 3, 4, 5 ra rồi. Thế và bên cạnh đó là cách đọc của các cái số đó. Thế và tôi sẽ đọc và các bạn đọc theo tôi nhé. Số 1, Hana. Số 2, Tul. Số 3, Set. Số 4, Net. Số 5, Thasot. Số 6, Yosot. Số 7, Inkop. Số 8, Yotel. Số 9, Ahop. Số 10, Yol. Và ở bên cạnh, các bạn thấy ở bên cạnh số 1 Hana thì tôi có gạch chéo một cái và có cái chữ Han ở bên cạnh, thì đó là cái cách viết tắt của chữ Hana, của cái viết cách viết của số 1 đấy. Và tương tự như vậy ở giữa cả ba cái số 2 3 4 ở dưới cũng như vậy. Đó là cách người Hàn người ta rút gọn lại, và cái cách viết rút gọn này người ta cũng sử dụng rất là phổ biến. Các bạn đọc theo tôi một lần cái cách rút gọn này nhé. Han tu se ne. Các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa từ đầu đến cuối, từ số 1 đến số 10. Hana tul set net tasot yosot inkop yotel ahop yol. Đó là các số đếm từ 1 cho đến 10. Thế và bắt đầu từ 20, hay ngay từ bắt đầu từ 11 chẳng hạn, thì tiếng Hàn nó hoàn toàn là các bạn chỉ cần ghép các cái con số đó vào thì nó sẽ thành các cái số lẻ tiếp theo, chứ nó không có cái sự biến đổi như trong tiếng Việt của chúng ta. Ví dụ như là 21, 20, bắt đầu từ 21, 20 trở lên thì là không phải là 21 mà là 21 chẳng hạn, hay là 24 hay là 25 chứ không phải là 25. Thế mà trong tiếng Hàn thì các bạn cứ ghép cái số vào đấy, vào bên cạnh thôi là được. Ví dụ giờ là 10 thì 11 sẽ là giờ Hana, 12 sẽ là giờ Tul, 13 là giờ Set hay là giờ Net, giờ Thasot, giờ Yosot, giờ Inkop, giờ Yotel, giờ Ahop, và 20 thì bắt đầu chuyển sang số 20 thì nó sẽ có một cái số khác là Sumul.
Cái này các bạn cũng sẽ phải học thuộc. Các bạn đọc theo tôi từ số 20 cho đến 100 nhé. Sumul, Sơrun, Mahun, Shin, Yesun, Irin, Yotun, Ahun, Pet. Các bạn đọc lại dùm tôi một lần nữa từ 20. Sumul, Sơrun, Mahun, Shin, Yesun, Irin, Yotun, Ahun, Pet. Pẹt là tức là 100 ấy, thì thực ra đây không phải là số đếm thuần Hàn mà tôi viết cứ viết vào đây, bởi vì là bắt đầu từ cái những cái con số lớn thì hầu như là người ta sẽ không sử dụng cái số đếm thuần Hàn nữa, mà người ta sẽ sử dụng sang tiếng Hán. Và cái pẹt này chính là số đếm của tiếng Hán, tức là theo như tiếng Hán thì nó là bách đó, tức là 100. Thế và những cái số ví dụ như là 70 là Irin hay là Yotun hay là Ahun này thì thực ra người ta cũng không sử dụng rộng rãi, mà người ta chỉ sử dụng cùng lắm là đến khoảng 50 thì người ta sử dụng cái số đếm thuần Hàn này thôi. Còn hầu như là sẽ với những cái số lớn đó, thì người ta sẽ sử dụng cái tiếng Hán tiếng tiếng cái số đếm theo tiếng Hán mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong phần sau. Thế và ví dụ như trong các cái trường hợp là 20 này là sumul thì 21 các bạn cứ cứ thế là ghép cái số 1 2 3 4 vào, thế là chúng ta sẽ được những cái con số tiếp theo. Ví dụ như là 21 chẳng hạn thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Sumul hana. Thế thì còn hoặc các bạn nếu muốn dùng cái số chữ viết tắt ấy, thì chúng ta cũng có thể nói là sumul hana. Hoặc là nếu mà trong trường hợp này thì các bạn phải đọc luyến lên cái chữ liền lên cái hiệt ấy, sẽ thành là sumuran, sumuran. Thế và 22 là sumultul, sumulse, sumulne, và sumulthasot, sumulnyosot, sumulinkop, sumulyotel, sumulahop. Thế và trường hợp của Sơrin là 30 cũng như vậy, tương tự như vậy các bạn cứ ghép vào Sơrin Han, Sơrin Tu, Sơrin Se, Sơrin Nết, vân vân. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể nói được cái số đếm của Hàn Quốc một cách dễ dàng. Thế và bây giờ cái số đếm thuần Hàn này được sử dụng trong những trường hợp cụ thể như thế nào thì tôi đã lấy một số ví dụ, và các bạn xem những cái ví dụ này thì sẽ có thể biết được. Trước hết là cái số đếm thuần Hàn này sẽ được dùng trong cách nói tuổi. Khi nói về tuổi của mình thì các bạn sẽ dùng cái số đếm này. Thế nhưng khi như ban nãy tôi cũng đã nói với các bạn, khi mà những cái trường hợp mà tuổi cao lên, ví dụ như là từ 60 tuổi trở lên chẳng hạn, thì thường là người ta sẽ chuyển sang người ta nói cái số đếm theo 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 tiếng Hán. Thế thì còn những cái tuổi dưới thấp ấy, thì buộc là các bạn phải nhớ là chúng ta phải nói theo cái số đếm thuần Hàn này. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi sẽ đọc và các bạn đọc cùng tôi nhé. Hansal, Hansal tức là 1 tuổi. Ở đây người ta không nói là Hanasal, mà người ta sẽ dùng có lẽ là theo nó thành một cái thói quen và tự nhiên nó sẽ chơi, nó trở thành cái cách dùng của người ta rồi, là người ta không 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 dùng cái từ Hanasal mà người ta dùng cái từ số 1 viết tắt như vậy. 1 tuổi thì là Hansal. Thế hai ví dụ như 21 tuổi thì là Sumuransal, Sumulhansal. Thế và Sơrin xê xà là 33 tuổi. Ở đây xà là tuổi, là số đếm của tuổi đó. Tiếp theo là số đếm thuần Hàn sẽ sử dụng trong thời gian. Thế và thời gian thì là giờ. Thế còn khi mà nói sang phút thì nó sẽ lại người ta sẽ lại dùng cái số đếm tiếng Hán. Thế còn nói giờ thì sẽ dùng số đếm tiếng Hàn. Thế và giờ trong tiếng Hàn là si, như các bạn nhìn thấy ở trên này đây, tôi vừa mới đánh dấu là si, có nghĩa là giờ. 1 giờ là han si, han si. Ví dụ như 3 giờ chẳng hạn là se si. Thế và 12 giờ chẳng hạn là yon tu si,
Yon tu si. Các bạn không biết đã nhớ được chưa, nhưng ví dụ như 10 giờ thì nói thế nào các bạn? Yon si đúng không? 9 giờ chẳng hạn thì là ahop si, 8 giờ là nhớ tên si, cứ như vậy. Thế thế bà, tiếng số đếm thuần Hàn sẽ sử dụng trong trường hợp là tiếng nữa, tức là các bạn nói giờ đây là chỉ cái giờ theo như đồng hồ, thế còn về thời gian ấy, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đó thì lại là chúng ta sẽ có một cái từ gọi là sigan. Sigan có một nghĩa nữa là thời gian. Thời gian, ví dụ như nói là bạn có thời gian không thì là sigani isumnika, thì khi đó chúng ta sẽ phải hiểu đó là có với nghĩa là thời gian. Thế nhưng mà khi nói ví dụ như là ne sigan thì chúng ta phải hiểu rằng đó lại là 4 tiếng, thời gian là 4 tiếng, tức là cái thời cái sigan, chữ sigan này có thể hiểu là nó có 2 nghĩa. Ở đây ví dụ cụ thể là ne sigan là 4 tiếng. Xin lỗi các bạn vì ở đây đã thiếu, người ta làm đã thiếu cái số 4, thế nhưng mà ne là 4. Thế và nhớ rất sikan là 6 tiếng. Ví dụ là như vậy. Tiếp theo, số đếm thuần Hàn này nó sẽ sử dụng trong những trường hợp là khi mà các bạn đếm những cái đồ vật nào đấy thì người ta sẽ sử dụng số đếm thuần Hàn. Thế nhưng cũng như trong tiếng Việt của chúng ta thì tiếng Hàn với mỗi cái loại đồ vật khác nhau thì nó sẽ có những cái từ gọi là những cái đơn vị khác nhau. Ví dụ như giấy chẳng hạn thì sẽ là một tờ giấy hay là một trang giấy. Người thì cũng có một cái đơn vị riêng, hay là cái chai lọ đấy thì cũng có một cái đơn vị riêng là chai hay là bình chẳng hạn. Thế và chiếc xe ô tô thì cũng có một cái đơn vị riêng này, hay là đồ vật, con vật cũng có một đơn vị riêng, hay là quần áo thì là bộ quần áo này, hay đôi giày thì là đôi giày này, nhà thì căn nhà hay ngôi nhà, vân vân. Cũng sẽ có những cái trường hợp riêng, hoặc là ví dụ như là quyển sách thì cũng có một cái từ quyển riêng. Và tùy theo những cái trường hợp cái đồ vật đấy đó là cái gì thì các bạn sẽ phải dùng tương đương với cái từ đơn vị của nó tương ứng như vậy. Thế nhưng trong những trường hợp nói đến cái số đếm của các cái đồ vật này thì chúng ta sẽ sử dụng cái số đếm thuần Hàn như thế này. Bây giờ các bạn đọc cùng tôi những cái ví dụ cụ thể này nhé. Các bạn đọc cùng tôi. Chung y han chàng, chung y han chàng. Ở đây chung y là giấy, han là một, và chàng là tờ giấy, là đơn vị của giấy đó, một tờ giấy. Tiếp theo, saram tu miệng, saram tu miệng, có nghĩa là saram có nghĩa là người, tu là hai và miệng là đơn vị của người. Các bạn đọc cùng tôi tiếp theo. Sul nhớ sớt biệng, sul nhớ sớt piêng, sul có nghĩa là rượu, nhớ sớt là 6 và piêng là bình hay là chai, 6 chai rượu. Tiếp theo, cha thá sớt tè, cha thá sớt tè, 5 chiếc xe ô tô, cha chính là xe ô tô hay là xe hơi, thế và thá sớt là 5 và tè là đơn vị của chiếc là của đơn vị của xe ô tô đó. Các bạn đọc tiếp theo. Koyangi ne mari, koyangi ne mari. Koyangi là con mèo, ne là 4 và mari là số đếm của động vật, tức là con, trong tiếng Việt của chúng ta là con. Thế ví dụ như là con chó chẳng hạn thì con chó có thì đọc là ke. Thế và ví dụ như 2 con chó chẳng hạn thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Ke tu mari. Tôi sẽ viết lên đây để các bạn có thể thấy hình dung được. Ke tu ma ri, tức là 2 con chó, ví dụ là như vậy. Trường hợp tiếp theo, ốt dơ tơ bờ, ốt dơ tơ bờ. Ốt là áo, trong trường hợp bình thường thì nó chỉ là áo thôi, còn quần thì nó sẽ có một cái từ riêng nữa. Thế nhưng nếu như nói thế này thì người ta sẽ hiểu rằng 8 bộ quần áo, bơ là bộ. Thế và út, nếu như các bạn nói như thế này người ta sẽ hiểu là 8 bộ quần áo. Trường hợp tiếp theo là
Kutu yol khele, mười đôi giày. Kutu có nghĩa là giày, yol là số 10 và khele là đôi. Trong trường hợp ví dụ như là đôi tất chẳng hạn thì các bạn cũng có thể dùng cái từ khele này. Tiếp theo, chip ahop che, chip ahop che, tức là chín căn nhà hay là chín ngôi nhà. Chip có nghĩa là nhà, ahop là chín và che là đơn vị của nhà. Đó là những cái ví dụ cụ thể mà các bạn thấy là nó đã được dùng như thế nào cho đối với cái số đếm thuần hàn. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc cùng tôi để chúng ta có thể luyện được những cái từ này nhé. Các bạn đọc cùng tôi. Han sal, sumuran sal, sorun se sal, han si, se si, yol tu si, ne sikan, yosot sikan, chungi han chang, goyangi ne mari, saram du miang, ot yotol bol, sul yosot biang, kudu yol kelle, cha tasot te, chip ahop che. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là cái số đếm mà theo như là tiếng Hán. Ở đây các bạn nhìn thấy hancha có nghĩa là hancha. Hancha có nghĩa là tiếng Hán. Và susa là số đếm tiếng Hán. Các bạn đọc theo tôi ở đây. Il có nghĩa là một, tức là nhất, theo như tiếng Hán là nhất, il. Và y là nhị, sam là tam, sa là tứ, ô là ngũ, dục là lục, chil là thất, pal là bát, cu là cửu, và ship là thập. Đó, các bạn thấy là cái âm tiếng Hán của nó cũng hơi giống như cái âm tiếng Việt của chúng ta, bởi vì nó cùng có xuất phát là từ tiếng Hán là như vậy. Các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa nhé. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu và ship. Tiếp theo chúng ta cũng như là tương tự như là cái số đếm thuần Hàn, các bạn chỉ việc ghép các cái số này vào với nhau thì chúng ta sẽ được các cái số lẻ tương tự. Ví dụ như là 11 chẳng hạn, 11 sẽ là ship il, 12 là ship i, 13 là ship sam, 14 là ship sa, 15 là ship o, 16 là ship yục, và 17 ship chil, ship pal và ship cu. Đến 20 thì sẽ là các bạn lấy y tức là 2, ghép với ship là 10 thành thì sẽ thành 20. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Tương tự như vậy thì 30, 40 thì cũng sẽ là sam ship, sa ship, o ship, yuk ship, chin ship, pal ship và cu ship. Đến 90 là như vậy. Thế và nếu như trong trường hợp là những cái số lẻ thì sao, các bạn cũng lại cứ như thế mà ghép vào, ví dụ như là 98 chẳng hạn là như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Sẽ là kusipal 98, hay là 76 chẳng hạn sẽ là chinship yuk đúng không ạ? Tiếp theo là đến cái số 100 là pek, như các bạn đã được làm quen trong cái phần số đếm thuần Hàn rồi, tôi cũng đã có nêu ra ở đó. Thì pek có nghĩa tiếng theo như tiếng Hán là bách đó. Thế và cái số đếm này cũng y hệt như những cái trường hợp trên, tức là các bạn chỉ ghép những cái số lẻ vào thì chúng ta sẽ có được thôi. Ví dụ như là số 101 thì là pekil. Thế các bạn chú ý là khi đọc chúng ta sẽ đọc luyến cái chữ kiệt lên cái âm y ở đằng sau thì sẽ là pekil kil,
và cái liền. Và có một điều cũng cần phải chú ý ở đây, đó là ở hai cái chữ in và y này nó hơi giống nhau, phát âm nó rất là giống nhau, thế và nó chỉ khác là các bạn phải phải uốn lưỡi cái âm liền ở ở đằng đằng sau cái chữ in thôi. Thế và trong trường hợp nhiều lúc là đọc in và y, người nghe ví dụ nhất là ví dụ như các bạn nói qua điện thoại chẳng hạn thì nghe nó rất là khó và làm cho người ta rất là dễ nhầm giữa số 1 và số 2. Thế cho nên trong những trường hợp mà cần phải kiểm tra lại hay là cần hỏi lại cho nó chính xác, hoặc là nó cần nói cho chính xác chẳng hạn, thì các bạn có thể chuyển sang ví dụ như là tôi muốn nói in thì mà người nghe người ta không không nghe rõ là in hay là y, thì các bạn có thể nói là Hana, tức là người ta hiểu ngay à đó là một. Thế hoặc là y thì các bạn đọc là tùl, ví dụ như thế. Đó là cái cách mà người Hàn thường sử dụng khi mà ví dụ người ta gọi điện thoại mà người ta muốn muốn nói cái số cho nó chính xác. Tiếp theo là đến cái trường hợp của nghìn. Nghìn thì đọc là chân chân, đây là âm bật hơi, các bạn phải chú ý đọc để cho nó đúng, là chân. Tiếp theo đó là man, man 10.000 đó, tức là theo tiếng Hán thì là vịa vạn đấy. Thế còn cái 1.000 này thì là thiên, thế và man thì là vạn. Khác với tiếng Việt ở chỗ là tiếng Việt của chúng ta thì là lấy theo đơn vị nghìn, ví dụ như là 1.000 này xong 10.000 này xong 100.000 chẳng hạn. Thế nhưng ở đây tiếng Hàn thì sẽ lấy theo đơn vị là man, tức là 1 vạn, tức là 10.000 đó. Thì, tại vì là sẽ có trơn, từ trơn riêng, từ 1.000 riêng, từ 10.000 riêng, xong cho đó 10.000 của 1 vạn đó thì người ta cứ thế là người ta sẽ tiếp tục người ta tính lên, là ví dụ như 100.000 sẽ là xít màn, tức là 10 vạn. Tiếp theo 1 triệu, tức là thì người ta sẽ nói là 100 vạn, tức là bẹt màn. Thế và tiếp theo nữa là trơn màn, tức là 10 triệu. Thế và đến con số 100 triệu thì lại có một cái từ riêng gọi là ực, và 1 tỷ thì là ship ực. Tiếp theo như vậy người ta cứ lần lượt người ta nhân lên ship ực, thế xong sau đấy 10 tỷ thì sẽ là vẹt ực, thế và 100 tỷ sẽ là trơn ực. Thế thì và có thêm một cái từ nữa, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ thì có một cái từ nữa là trô, tôi sẽ viết ở đây để các bạn tham khảo. Trô có nghĩa là 1.000 tỷ. Và bây giờ tôi mời các bạn đọc lại một lần nữa cùng tôi tất cả cái số đếm theo tiếng Hán này. Các bạn đọc lại từ 1 nhé. Il, y, sam, sa, o, dục, chil, pal, cu, sip, y sip, cu sip, bẹt, bẹt kìl, chân, man, sip man, bẹt man, chân man, ập, sip ập. Tiếp theo, tôi sẽ mời các bạn xem một số những cái cụ thể để trong những cái trường hợp mà sử dụng tiếng số đếm tiếng Hán ra sao. Trước tiên đó là trường hợp những cái ngày tháng năm. Ngày tháng năm và phút thì sẽ sử dụng tiếng Hán Hàn. Số đếm là tiếng Hán Hàn. Thế và trong những trường hợp nữa, ví dụ như là tiền hay là các cái đơn vị đo lường, ví dụ như là gam này, hay là kilogram này, hay là km này, thì cũng đều là sử dụng cái tiếng Hán Hàn này. Và các bạn sẽ đọc cùng tôi nhé. Ví dụ như là trong trường hợp ngày 15 tháng 3 năm 2004 như thế này. Và có một điều nữa tôi cũng muốn nói với các bạn, đó là người Hàn khi mà người ta sẽ viết hay là nói cái ngày tháng năm như chúng ta thì người ta sẽ không nói theo cái trình tự của tiếng Việt là ngày tháng năm, mà người ta sẽ nói đảo ngược lại là năm tháng, thế xong rồi là ngày, thế xong rồi là đến giờ gì đó thì lại tiếp ở đằng sau, tức là từ cái đơn vị lớn cho đến đơn vị nhỏ, chứ không phải như tiếng Việt của chúng ta là từ đơn vị nhỏ cho đến đơn vị lớn. Đó là một cái điểm khác biệt.
Thế và ví dụ như trong trường hợp này, ngày 15 tháng 3 năm 2004 thì chúng ta đọc như thế nào? Các bạn nhìn ở phía bên cạnh, tôi đã ghi rõ ra, ghi cụ thể ra để cho các bạn thấy. Thế cho nên là chúng ta có thể, các bạn có thể đọc theo. Đây, trường hợp này. Năm thì trong tiếng Hàn là niên, và tháng là wol, và il là y, và ngày il thì có nghĩa là ngày. Các bạn đọc theo tôi nhé. Y chơn sa niên sam wol sip oil. Y chơn sa là 2004. Và người ta không dùng cái chữ linh cho chúng ta, mà cứ 2000 và số 4 ở đó, ở đằng sau là được thôi. Và sam uân là 3 tháng, ship oil là ngày 15. Thế trong trường hợp này, trong trường hợp tiếp theo là ngày 28 tháng 6 năm 1997. Thì ở đây tôi đã cố tình tôi lấy ví dụ là hai cái tháng 6 và tháng 10 như các bạn nhìn thấy ở trên bảng ấy, tháng 6 và tháng 10. Thì bởi vì là nó có một cái trường hợp đặc biệt như sau. Tháng 6, tất cả các cái tháng khác ấy, thì chúng ta cứ đọc theo như cái số đếm của họ thôi, là il y sam sa o. Nhưng mà riêng có tháng 6 và tháng 10 thì nó, cái cách đọc của nó sẽ biến đổi đi một chút, là ví dụ như là nhẽ ra là nhục quần thì chúng người ta sẽ biến đổi thành yul, như các bạn nhìn thấy ở đây, yul, chứ không phải là nhục quần như bình thường nữa, mà là yul. Thế và tháng 10 cũng như vậy, tháng 10 sẽ không phải là ship wul, mà sẽ là Siwol. Siwol tức là cái bát chim ở dưới hai cái tháng này bị bỏ đi. Tháng 10, các bạn phải lưu ý đó là trường hợp của tháng 6 và tháng 10. Đấy là hai trường hợp đặc biệt trong cái cách nói tháng. Thế và các bạn đọc cùng tôi năm 1997 là Chơn cu bẹt cu xíp chín niên Yuol y xíp pal il. Là đấy là những cái trường hợp mà của năm 1997. Tiếp theo, ví dụ như là năm 1962 tháng 10 và ngày 1 thì chúng ta sẽ đọc như sau. Chơn cu bẹ dục xíp y niên siwol iril iril. Các bạn lưu ý ở đây cái trường hợp chữ trường hợp gọi là ngày 1 này, thì cái chữ ngày và chữ và cái số 1 thì sẽ đọc giống hệt nhau, bởi vì ngày đây cả hai nó đều là xuất phát từ tiếng Hán. Thế thế và như trong tiếng Việt của chúng ta là do chúng ta có cái thanh điệu có 6 dấu, thành ra chúng ta có thể phân biệt cái tiếng Hán đó theo những cái dấu riêng biệt của chúng ta. Thế nhưng tiếng Hàn ý thì người ta không có cái dấu đó, thế thành ra là một số những cái âm Hán ý, người ta vẫn chuyển nguyên âm sang. Thế và người ta không có cái cách nào để biểu hiện là đó là hai cái chữ khác nhau, mà người ta phải tùy theo ngữ cảnh để người ta hiểu. Thế và trong rất nhiều trường hợp là người ta phải ghi tiếng Hán bên cạnh. Ví dụ như ở đây il này gọi là cái tháng 1 ý, thì cái số 1 ý, thì nó có nghĩa là nhất. Thế và ngày là il thì trong tiếng Hán nó là nhất, nhất và nhật, tức là nó chỉ khác nhau hai cái, như trong tiếng Việt của chúng ta nó chỉ khác nhau hai cái dấu thôi. Thế nhưng trong tiếng Hàn người ta không thể nào biểu hiện được cái đó. Thế nên và người ta dùng như thế này, tùy theo ngữ cảnh mà người ta sẽ hiểu theo từng cái nghĩa riêng. Thế và như tôi đã nói là trong một số trường hợp người ta, những cái chữ khác ấy, người ta phải ghi tiếng Hán ở bên cạnh thì người ta mới hiểu được. Thế thì còn có những trường hợp mà không ghi tiếng Hán thì người ta, chính bản thân người Hàn cũng không biết đấy là cái chữ gì cả. Thế cho nên là đây cũng là một lợi thế của tiếng Việt của chúng ta, là đã có 6 cái thanh điệu, 6 dấu hỏi ngã sắc huyền đấy. Thế và trong trường hợp này các bạn đọc lại cùng tôi nhé. Chân cu bẹc nhục xíp y niên siêu y rìn.
Thế và tôi xin nhắc lại một lần nữa là tháng 6 và tháng 10 là hai cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta khi đọc chúng ta phải bỏ cái bạt chim của nó đi, tức là không phải là yupul mà là yuul, và không phải là sipul mà là siul. Các bạn nhớ điều đó nhé. Tiếp theo là đến trường hợp của giờ và phút. Như tôi đã giới thiệu ở trên thì giờ sẽ dùng số đếm thuần Hàn, thế và phút thì sẽ dùng số đếm Hán Hàn. Ví dụ như trường hợp này, tu si sam si pun, tu si sam si pun, tu si là 2 giờ, sam si pun là 30 phút, pun có nghĩa là phút. Thế và có một cách nói khác nữa, đó là tu si pan có nghĩa là 2 rưỡi. Pan ở đây có nghĩa theo tiếng Hán là bán, tức là một nửa đó. Thì các bạn nói là tu si pan có nghĩa là 2 giờ rưỡi, hay là se si pan có nghĩa là 3 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi là gì nhỉ các bạn? Yon si pan, 12 giờ rưỡi là yon tu si pan. Đó, theo cái cách như vậy thì các bạn có thể nói. Thế và nhớ rằng giờ sẽ là số đếm thuần Hàn, còn phút sẽ là số đếm Hán Hàn. Tiếp theo đó là trường hợp của cái chữ trang. Như cái trường hợp trước, trường hợp của số đếm thuần Hàn tôi đã giới thiệu với các bạn là một trang giấy chẳng hạn, hay là một tờ giấy chẳng hạn, là sẽ là chung y han chẳng. Thì ở đó là cái số đếm của tờ giấy thì là người ta sẽ dùng là cái số đếm thuần Hàn. Thế nhưng ở trong trường hợp này là trang trang 52 chẳng hạn, thì người ta sẽ đang nói là osip y peji, osip y peji. Peji chính là từ page, tức là từ trang của tiếng Anh đó. Thì tức là đây là trang số 52. Còn còn cái mà các bạn đã học ở đầu là cái đó là ví dụ đếm một trang, hai trang, ba trang, thì để đó là người ta dùng, khi đó người ta mới dùng cái số đếm thuần Hàn. Thế còn trong trường hợp chữ Hán là chỉ cái trang số bao nhiêu đó thì người ta sẽ dùng cái số đếm Hán Hàn, tức là osip y peji, tức là trang số 52. Tiếp theo đó là đến cái trường hợp của tiền. Như chắc là các bạn đã biết rồi, đơn vị của tiền của tiếng Hàn thì là won, mà tôi đã có viết ở đây. Thì ví dụ như trường hợp là 5.900 won chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đọc là 5.900 won. Thế ví dụ như là 10.000 chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói như thế nào các bạn? Ví dụ như trong trường hợp là 10.000 thì sẽ là man won. Thế ví dụ như là 12.000 hay là 15.000 chẳng hạn, man ô chân quần đó, ví dụ là như vậy. Thế hoặc là chúng ta có thể nói là 1.000.000 chẳng hạn thì sẽ là thế nào các bạn? Pe man quần đó. Đấy là tôi lấy thêm một số những cái ví dụ để cho các bạn rõ hơn. Thế và đến các cái số đếm khác, ví dụ như là các cái số đơn vị, các cái đơn vị đo khối lượng hay là đo độ dài chẳng hạn, là ví dụ như gram, thì khi phát âm ra tiếng Việt người ta đọc là gram, gram, các bạn nhìn thấy ở đây gram. Thế và 600 gram thì người ta đọc là 600 gram, 600 gram. Thế và trường hợp là km thì người ta cũng cứ phiên âm theo tiếng Anh thôi, đó là kilometer, kilometer. Thế và 31 km thì là 30 km, 30 km, xin lỗi các bạn, 30 km. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa từ đầu các cái số đếm này, và cái cách cách đọc như thế nào các bạn đọc cùng tôi để chúng ta cùng luyện tập nhé. 2004년 3월 15일 1997년 6월 28일 1962년 10월 1일 2시 30분 2시 반 52페이지 5,900원.
만원, 15,000원, 100만원, 600g, 600g, 31km, 31km. Đó là những cái ví dụ cụ thể về các cái cách dùng tiếng cách dùng số đếm theo số đếm thuần Hàn hay là số đếm theo như tiếng Hán. Tiếp theo, và hôm nay chúng tôi sẽ mời các bạn làm quen với cái cách hỏi tuổi và cái cách trả lời như thế nào. Thế và với từng đối tượng thì người ta sẽ có những cái cách trả lời hay là cách nói về tuổi khác nhau, tùy theo cái mức độ mà chúng ta cần phải kính trọng cái đối tượng mà chúng ta nói như thế nào. Trước tiên đó là với trường hợp là trẻ em chẳng hạn, thì trẻ em thì chúng ta không cần phải, chúng ta cứ chỉ nói cái từ tuổi thông thường thôi mà chúng ta không cần phải có những cái danh từ kính trọng. Ví dụ như ở đây là các bạn đọc theo tôi nhé. Akiga misarimika. Akiga misarimika. Aki là trẻ em đấy, đứa bé đấy, đứa bé này mấy tuổi ạ? Misar là miết, ở đây chính là số đếm, là cái từ để hỏi về số lượng, đó là mấy. Thế và cũng như tiếng Việt của chúng ta thì nó thường dùng mấy, thường sử dụng trong những cái câu hỏi mà với những cái số đếm mà có cái số ít ấy, tức là mấy tuổi thôi. Thế ở đây thì sẽ dịch ra là đứa bé đó là mấy tuổi, và người ta trả lời là 6살입니다. 6살입니다. 6 tuổi ạ. Thế và trong trường hợp là bạn bè hỏi nhau thì chúng ta cũng hỏi theo cái cách thông thường như vậy là 이 친구가 몇 살이에요? 이 친구가 몇 살이에요? Bạn này bao nhiêu tuổi đấy? Bạn này mấy tuổi đấy? 저는 19살이에요. 저는 19살이에요. Tôi 19 tuổi ạ. Đó là câu trả lời. Tiếp theo, nếu như các bạn hỏi ai mà cũng bằng những cái người mà đã có thể là lớn tuổi hơn mình thì mình cũng cần phải tỏ cái thái độ kính trọng họ một chút ấy, thì chúng ta sẽ không nói là miết sa rì hay là miết sa rìm đi cá. Nói như vậy thì có vẻ là hơi có thất lễ một chút, thì cho nên là người ta có cái cách hỏi khác là ví dụ như là tuổi của anh hay là của chị, năm nay tuổi của anh và tuổi của chị là như thế nào vậy ạ. Ví dụ như là trong cái trường hợp cụ thể này, trong trường hợp cụ thể như thế này. 나이가 어떻게 됩니까? 나이가 어떻게 됩니까? 나이 cũng là tuổi. Thế và nó khác với cái sal như tôi đã giải thích với các bạn. Sal thì có lẽ nó là cái đơn vị của tuổi. Thế còn nay thì có nghĩa là tuổi. Tuổi của anh hay của chị năm nay là như thế nào rồi ạ? 금년에 32살입니다. 금년에 32살입니다. 금년 có nghĩa là năm nay. Năm nay tôi 32 tuổi rồi. Đó. Thế và cái cách tiếp theo là chúng ta hỏi với những người lớn tuổi hẳn và những người mà chúng ta thấy là những người ông tức là những người lớn tuổi hẳn rồi và chúng ta cần phải kính trọng đó, thì chúng ta sẽ không dùng cái từ tuổi thông thường nữa mà chúng ta sẽ phải dùng một cái từ tuổi cũng có nghĩa là tuổi thế nhưng mà nó có cái ở cái bậc kính trọng cao hơn là nhân xê. Nhân xê cũng là tuổi thế nhưng mà dùng với những người có thể nói là những người già và những người lớn tuổi hẳn đó. Thì các bạn cũng hỏi là nhân xê ga ở tất kê thềm nhị cá. Nhân xê ga ở tất kê thềm nhị cá. Và câu trả lời là xin nhớ tên sa rìm nhị tạ. Xin nhớ tên sa rìm nhị tạ.
tức là tôi năm nay đã 58 tuổi rồi. Thế và có một điều các bạn cũng cần nhớ là khi mà chúng ta là người hỏi và chúng ta muốn kính trọng, muốn tỏ cái sự kính trọng đối với người mà chúng ta đang nói chuyện thì chúng ta kính trọng người ta. Thế nhưng khi ví dụ như chúng ta mà được ai đó kính trọng, người ta hỏi 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 chúng ta với cái mức độ kính trọng, nhưng khi trả lời thì chúng ta không bao giờ được tự tự gọi là kính trọng mình, mà tự dùng những cái từ ở cái mức kính trọng đó, mà khi chúng ta trả lời về phía mình ý thì bao giờ chúng ta cũng phải dùng những cái từ hạ thấp mình xuống để tỏ sự tôn trọng người người khác. Tức là khi người người trả lời, mặc dù người ta được hỏi là nhân sinh tuổi ở cái mức độ rất kính trọng, thế nhưng mà khi trả lời thì người ta sẽ nói lại nói về tuổi của mình, thì người ta chỉ dùng cái từ sa một cách khiêm tốn thôi, tức là xin nhớ tên sa rìn đi ta. Đó là cái cách nói của người Hàn, là bao giờ cũng như vậy. Khi nói với người khác thì tỏ ra kính trọng người khác, còn khi nói về mình thì phải tỏ ra là khiêm tốn. Đó là tôi đã giới thiệu với các bạn những cái trường hợp và những cái cách hỏi tuổi đối với từng cái đối tượng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa để cùng luyện đọc nhé. Akiga nyusarimika, yososarimita. 이 친구가 몇 살이에요? 저는 19살입니다. Xin lỗi các bạn, 저는 19살이에요. 나이가 어떻게 됩니까? 금년에 32살입니다. 연세가 어떻게 됩니까? 58살입니다. Buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần liên quan đến số đếm ở đây. Thế và chuyển sang học một cái cách nói khác, đó là cái cách hỏi địa điểm. Và cụ thể là những cái trường hợp ví dụ như chúng ta hỏi là nhớ kiga ở tìm đi cá, đây là đâu đấy ạ? Các bạn đọc cùng tôi nhé. Nhớ kiga ở tìm đi cá, nhớ kiga ở tìm đi cá. Chắc các bạn vẫn còn nhớ nhớ ki ở trong bài trước chúng ta đã học, đó là đây, và ở ti đó là cái từ để hỏi là ở đâu, và y tà là đúng không các bạn, đây là đâu. Thế và chúng ta sẽ đọc từng cái trường hợp cụ thể, các bạn đọc cùng tôi nhé. Nhớ ki ga ở tìm đi cá, nhớ ki ga u chê cúc ỉm đi tà. Đây là đâu đấy ạ? Đây là bưu điện. U chê cúc có nghĩa là bưu điện. Đó là cái cách trả lời rất là đơn giản và những cái câu mà các bạn có thể dùng để khi mà đi hỏi đường đó. Tiếp theo, câu tiếp theo. Chỗ chỗ kia ở tìm đi cá. Chỗ chỗ kia ở tìm đi cá. Phía nguồn nìm đi ta. Phía nguồn nìm đi ta. Chỗ chỗ kia là ở đằng kia. Đằng kia là ở đâu đấy ạ? Đằng kia là ở đâu, là cái gì đấy ạ? Là phía nguồn nìm đi ta có nghĩa là đó là bệnh viện. Bệnh viện là phiêng nguồn, phiêng nguồn. Các bạn thấy cái âm nó cũng hơi giống như 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 tiếng Việt của chúng ta đúng không các bạn? Phiêng nguồn và bệnh viện đó chính là tiếng Hán. Thế và nếu mà tách hai cái từ này ra thì các bạn cũng sẽ sau này các bạn thấy là nó cũng sẽ chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều, ví dụ như phiêng chính là bệnh. Ví dụ như là bệnh bệnh tim hay là bệnh gì đó thì chính là cái từ phiêng đó. Thế còn uôn thì cũng chính là viện. Ví dụ như là viện nghiên cứu chẳng hạn, sau này chúng ta sẽ thấy thì chúng ta sẽ cũng gắn cái từ uôn này với cái từ nghiên cứu đằng trước, thì chúng ta sẽ được cái từ ví dụ là viện nghiên cứu, ví dụ thế. Thì dần dần các bạn học, và tôi luôn luôn nói, luôn luôn nhấn mạnh cái những cái từ mà có âm Hán Việt như thế này, thì chúng ta sẽ có trong đầu, hình thành trong đầu một cái vốn từ mà chúng ta có thể chuyển sang tiếng Hán, thì từ đấy chúng ta sẽ liên tưởng và chúng ta có thể ghép được với những cái từ khác. Mà trong những cái trường hợp, có rất nhiều trường hợp mà các bạn có thể các bạn chưa biết cái từ đó là gì, nhưng nhìn tiếng Hán thì cũng có thể các bạn đoán được nghĩa. Tất nhiên là tất cả không phải 100% các cái chữ tiếng Hán của tiếng Việt và tiếng Hàn có đồng một nghĩa, à có đồng một âm, thế nhưng chúng được sử dụng như nhau, không phải tất cả 100% là như vậy, có sẽ có những cái trường hợp khác biệt. Thế nhưng đại loại là những cái mà nó đồng âm thì chúng ta có thể đoán được nghĩa của nó. Và tôi rất mong là các bạn sẽ lưu ý đến cái điều đó, thì chúng ta sẽ có thể học tiếng Hàn một cách nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. Mời các bạn đọc thêm cái ví dụ tiếp theo. Nhớ kỳ ga ở tiểu, nhớ kỳ ga ở tiểu.
Uri Chibi. Ở đây là đâu đấy ạ? Đây là nhà tôi, đây là nhà của chúng tôi. Đó là những cái ví dụ rất là đơn giản về cách hỏi về địa điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ nó học về cái từ Uri, tức là chúng tôi. Trong tiếng Hàn và trong cái gọi là văn hóa của người Hàn, có lẽ là ảnh hưởng từ cái văn hóa Hán, từ cái văn hóa của Trung Hoa rất là lâu rồi. Đó là cái ý thức cộng đồng của người Hàn rất cao. Thế và vì nó cao đến mức mà người ta cho tất cả những cái gì của riêng mình thì người ta cũng hay, khi mà nói thì người ta hay gắn cái từ Uri, tức là chúng tôi vào. Ví dụ như là khi nói về nhà thì ta cũng không, rất ít khi người ta nói là nhà tôi, mà người ta dùng cái đại từ sở hữu là người chê chip, mà người ta thường nói là Uri chip, nhà chúng tôi, chứ người ta không nói là nhà tôi. Thế các bạn chỉ là lưu ý điều đó. Thế là ví dụ như là ngay như là mẹ tôi hay là bố tôi cũng vậy, người ta cũng nói là mẹ chúng tôi hay là bố chúng tôi, như là Uri Ermeni, Uri Aberchi. Thế thế rồi là cái ông bà của chúng tôi cũng như vậy, người ta cũng sẽ dùng là Uri Halmedi, là bà của tôi, hay là Uri Harabuchi. Đây tôi sẽ viết những cái từ đó ở bên cạnh để các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là bố tôi là Uri Aberchi. Aberchi có nghĩa là bố. Hay là Uri Halmedi. Halmedi. Halmoni có nghĩa là bà, và Uri Harabuchi, Harabuchi có nghĩa là ông của chúng tôi. Thế hay là nói là trường học của tôi thì người ta cũng nói rằng trường học của chúng tôi, Uri Hakyo. Hay là đất nước chúng tôi, Uri Nara. Hay là ngay kể cả trong những cái trường hợp ví dụ như là chồng tôi hay là vợ tôi chẳng hạn, người ta cũng dùng là Uri Nam Phiên. Uri Nam Phiên tức là Nam Phiên là chồng. Thế thì còn vợ tôi là Uri Ane. Ane có nghĩa là vợ. Người ta cũng 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 dùng như vậy. Thế mà với những cái người nước ngoài đầu tiên khi học tiếng Hàn thì cảm thấy rất là lạ ở cái điều này. Thế nhưng đây là cái nó đã ăn sâu vào 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 cái ý thức của người Hàn rồi, cho nên nó trở thành một cái đặc trưng trong cái cách nói của họ. Đó là dùng cái cách dùng cái từ Uri, tức là chúng tôi. Mời các bạn đọc theo tôi những cái ví dụ này nhé. Uri chibun ne meung i isseumnida. Nhà tôi có 4 người. Uri Ermanica, sân sinh niêm im nì ta. Uri Ermanica là mẹ của tôi. Thế và sân sinh niêm, các bạn còn nhớ không? Chúng ta đã học ở trong những bài trước rồi. Đó là thầy giáo hay là cô giáo. Cô giáo ở trong trường hợp này cô giáo. Mẹ tôi là cô giáo. Uri Hakyo ga aju arum tapsumnida. Uri Hakyo là trường tôi. Aju ở đây đó là cái từ gọi là từ chỉ mức độ đó, đó là rất. Arum tạp xìm tà, arum tạp tà có nghĩa là đẹp, trường của chúng tôi rất đẹp. Uri Nara nên sani man xìm tà. Uri Nara nên sani man xìm tà. Uri Nara có nghĩa là đất nước chúng tôi, san có nghĩa là núi và man thà là nhiều. Đất nước chúng tôi thì có rất nhiều núi. Đó, và cái ví dụ cuối cùng, Uri Nam Pieni aju chal sengketsumnida. Uri Nam Pieni aju chal sengketsumnida. Nam Pieni như tôi đã nói với các bạn là chồng, aju là rất và chal sengketta có nghĩa là đẹp trai, chồng tôi rất là đẹp trai. Thế và đó là những cái ví dụ cụ thể như vậy. Tôi sẽ viết ra cho các bạn một số những cái từ mới mà trong cái ví dụ này chúng ta đã vừa mới có đó. Thế nhưng mà tôi sẽ viết ra cho các bạn các cái động từ nguyên thể của nó. Arum tạp sumita thì các bạn đã biết rồi, đó là arum tạp tà. Thế ví dụ như là Nara, Nara thì vẫn là danh từ, thế cho nên là nó không có biến đổi gì. San cũng là núi, cũng là danh từ nhưng không biến đổi. Man thả, man thả có nghĩa là nhiều.
nhiều thế và chan sinh kết tả. Chansenkita có cái từ nguyên thể của nó là Chansenkita, có nghĩa là đẹp trai, chỉ những cái nói, cái từ dùng cho con trai khi mà khen họ là đẹp trai đó. Thế còn từ đẹp của phụ nữ chúng ta thì sẽ có cái từ khác là Nhiputa, đúng không các bạn? Các bạn có chắc là vẫn còn nhớ. Còn ở trên trong cái ví dụ cụ thể thì tôi có dùng là Chansenkitsumita. Senkitsumita thì nó đã được kết hợp với cái đuôi câu kính à cái đuôi câu ở thời quá khứ và kính trọng. Thế thì cả đó thì chúng ta sẽ học trong cái phần ngữ pháp của những cái bài sau. Thế thì còn ngày hôm nay thì các bạn cứ học cái từ nguyên thể của nó, Chansenkita có nghĩa là đẹp trai. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo tôi để chúng ta cùng luyện tập đọc trong cái phần này nhé. 우리 집은 네 명이 있습니다. 우리 어머니가 선생님입니다. 우리 학교가 아주 아름답습니다. 우리나라는 산이 많습니다. 우리 남편이 아주 잘생겼습니다. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng ghi nhớ những cái điều, những cái điểm chú ý mà tôi đã nói trong bài. Thế và số đếm thì đó là một cái bộ phận mà rất là quan trọng trong mỗi ngôn ngữ và nó có cái tính thực dụng rất là cao. Chúng ta sẽ phải sử dụng hàng ngày và không thể nào thiếu được trong tất cả các cái tình huống sinh hoạt hay là tình huống đùa hội thoại. Thế cho nên là đây cũng là một cái phần mà các bạn cần phải học thuộc lòng, và tôi hy vọng là các bạn sẽ sử dụng được tốt hai cái cách, hai cái loại số đếm của tiếng Hàn, đó là số đếm thần Hàn và số đếm có nguồn gốc từ chữ Hán. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học một lần sau. 안녕히 가세요. 다음에 또 뵙겠습니다.